Dạ rồi, chào anh ha. Thì đã hứa là quay clip cho anh xem, thì đây em quay. Đây là dòng Red của Lacamus. Thì ở đây em còn 9 bé. Thì những bé này anh thấy là nó chắc khoảng 15 cm. Thì con này và con này là 600 ngàn một con. Thì ở đây em nuôi đó là em ép size, tức có nghĩa là để cho cái độ tuổi con cá nó già thôi, chứ không cho kích thước của nó tăng lên. Đó, nên là anh thấy nó vậy. Mà khi mình ép size thì cho ăn là mình giữ không cho nó bị ốm thôi, chứ không có ăn thúc. Còn nếu như mà anh chọn được thì giờ anh thúc lên. Thì tại như mấy con này ở đây là tháng này đó là tháng thứ 14. Đó, thì một con cá già thì anh sẽ thấy cái tay bơi của nó đỏ, nó lên xanh và nó bự vậy đó, bay lưng và bay đuôi nữa. Còn những con cá tơ là nhìn vô cái tay bơi với cái bay lưng với đuôi là anh có thể so sánh được. À thì hai bé này là 600, ở đây có ba bé to hơn thì 800. Đây một, đây hai. Bây giờ ép size là nó chỉ có màu cam cam thôi, có một số con nó có cái nhân trên gần cái bay lưng đó. Dòng này là dòng Red của Lacabet, đây bé nữa nè, cho anh nuôi ở trên cao nên là phải đứng dưới giới. Rồi nước nuôi là nước lá bàn. Đây thêm bé nữa nè, 800, nhỏ hơn ở Red của Lacabet, nước lá bàn. Này là được 14, 13 tháng rồi. Ủa, tháng thứ 10, 14 rồi chứ, tháng thứ 14. Đó, bên đây là mấy con 1 triệu 2, hôm bữa có 4 con, à, bán ớt một con rồi, em quay cho anh coi luôn. Hồ này dơ quá hơi khó nhìn, nhưng mà nó to hơn. Size này thì trên 15 rồi, nhưng mà chưa được 20. Đây, con này đẹp nè, đó, này là 1 triệu 2, ba bé tôi. Đó, dòng Red của Lacabet. Dãy thì nó lên, nhưng mà do ăn uống không điều độ thì nó chưa có lên nhân. Còn khi mà anh về anh thúc lại nó lên nhân đó, thì nhân là lên luôn, không có tụt, chỉ có dãy là tụt thôi. Đây, 1 triệu 2. Red của Lacabet. Rồi đây, để em quay cho cái con mà em chăm hàng ngày cho anh xem là nó sẽ khác. Còn khi mình nuôi website thì nó sẽ khác nữa. Đó, này là chung với mấy con nãy á. Mà tại em chọn game chơi thì chăm nó khác với mấy con nãy. Nó có nhân, nó lên nhân rồi, nó lên được 1-2 nhân rồi. Nhân lên thì không có tụt, còn dãy thì anh mà chỉ cần đổ thức ăn là nó tụt, hoặc vô nguồn nước nuôi gì đó. Này Red của Lacabet, còn bên đây là con Red Summit. Con này 2x. Hai bé này em chọn là em chơi, quay cho anh tham khảo thôi. Của Lacabet. Dòng Red của Lacabet này anh em về đâu được 1-2 đợt gì đó là không về nữa. Cho nên là giờ nó cũng ít rồi, nhưng mà chơi được cái kiểu hình nó bền hơn mấy dòng Red khác. Nó đẹp hơn mà nó khó hơn, mấy cái nuôi dễ hơn, này nuôi khó hơn. Còn kiểu hình của ngày mai mốt mà lên nhân rồi nó sẽ đẹp hơn. Đã rồi em gửi anh tham khảo ha.